Liếc Gatrin tay không đánh cướp tại nhà riêng, Gatrin và một người bạn đã bị hai tên cướp lạ mặt bám theo về tận nhà riêng sau khi trở về nhà vào buổi đêm. Hai kẻ này đã yêu cầu trung vệ đang khóa án Arsenal giao chìa khóa chiếc xe Mercedes trị giá 45 không bảng, điện thoại di động và đồng hồ. Một trong hai tên cướp sau đó lao vào tấn công Gatrin bằng chiếc gậy bóng chày. Tuy nhiên, trung vệ người ra dân đã quay lại đánh trả, tóm được chiếc mũ trước khi tên này thoát thân bỏ chạy. Thông qua na từ chiếc mũ, cảnh sát điều tra đã xác định tên cướp tấn công Gatrin là Abderrahman Musa, kẻ từng có một chuỗi tiền án từ năm 2009. Martin Lewis, công tố viên, phân tích, không có thương tích nào xảy ra nhưng đã gây ra rất nhiều cú sốc. Tình cờ bọn cướp đã gặp hai nạn nhân rất khỏe mạnh và có thể tự bảo vệ bản thân. Thẩm phán Anubhava Thompson cho biết không có bằng chứng Musa và đồng bọn nhắm vào Gatrin vì thù oán cá nhân. Hắn nhìn thấy một chiếc ô tô đẹp và một ngôi nhà đẹp và nghĩ rằng mục tiêu của hắn có một cuộc sống giàu sang. May mắn thay, nhờ những hành động dũng cảm của nạn nhân, không có thiệt hại nào khác xảy ra, Thompson nói. Sau khi kết thúc phiên xét xử, Musa đã bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội cướp tài sản và sử dụng vũ khí tấn công. Hai đồng phạm của Musa hiện vẫn chưa bị bắt. Đây không phải lần đầu một cầu thủ đang chơi cho Arsenal phải đối đầu với băng cướp có vũ trang. Hồi năm 2019, Zico Lasinac cũng đã chống lại hai tay trộm có vũ trang sau khi chúng cố gắng cướp chiếc đồng hồ sang trọng của anh và Mesut Özil.